Một người thiệt mạng và 16 người khác bị thương khi lốc xoáy quét qua một khu vực ngoại ô ở Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV ngày 2 tháng 6 phát sóng những hình ảnh tan hoang sau khi lốc xoáy đi qua. Nhà cửa bị hư hại, những người bị thương được giải cứu và chữa trị tại hiện trường. CCTV cho biết, lốc xoáy đã làm hư hại 168 ngôi nhà và tàn phá khắp các vùng đất nông nghiệp tính đến sáng 2 tháng 6. Tổng cộng, 243 dân làng phải sơ tán và thiệt hại kinh tế ước tính gần 800.000 đô la Mỹ.